chạm bồn chồn buồn, nhớ chồng, nhớ chồng lắm luôn, nhớ chồng, nhớ chồng quá. Em sẽ đi đâu đổ đi bà. Ây da, cái lông. Mọi người ơi, anh nhớ ảnh lắm. Đắt rồi, đắt rồi. Em nhớ ảnh mọi người ơi. Đắt rồi. Thì đứng lên. Em thương là cái tình yêu bao nhiêu. Về quê chống dịch rồi nha. Ừ. Nào. Em về quê nhưng mà em không có tiền. Quê bán tố rồi. Hỏi em đi mình luôn. Rồi nè. Tí này nó cũng khùng đó, thèm cũng bò mà nó cũng đi điên gì trời. Tôi đang là buồn. Sao khùng vậy? Không hiểu luôn á mọi người. Hello, tôi chào. Dạ, tôi tử cho mọi người nha. Bây giờ là ăn nem cũng bò. Trinh rồi đó, kem chanh đi chị. Ờ, có ầm trao. Ngon đó, mặn đó, mãi đó. Chị không quán cạt, em ơi em ra tập quá mua giùm chị nha em. Xui khi chị có quán cạt không? Tức ghê vậy. Chị bán bao rồi. Tự nhiên chị có quán cạt không vậy trời. Thôi chưa rồi. Nghe chờ con chờ trong nắng mai dính lá đơn sơ. Mẹ chờ con lòng mẹ đau. Ôi, bè à, có anh chị. Ôi trời ơi, cũng ẩm ghê á. Nó có cái vừa hồi cái chanh đây rồi mà quên đó chị. Kêu cái chanh, thêm chanh đi chị làm. Rồi em làm phiền quá. Bị liệu á. Em bị liệu, biết không, không mãi chưa. Mẹ chờ con, chờ trong nắng mai. Chờ con ăn cùi tới. Giấc lá đường sơ. Mẹ chờ. Mẹ tự tiền tử cho con bắn nó đi. Em tự tử em muốn mắm mọi người, tự tử tự nhiên rủ đi em muốn bò mà qua cái đó muốn mắm, còn em mới lại tự đang muốn mắm mà qua mẹ muốn bò. Lòng mẹ đau như ai xé. Chị chỉ mẹ thấy sợ kìa. Lắm cơn mẹ rồi. Chị chỉ mẹ thấy sợ. Chị chỉ mẹ ghê. Mẹ còn chờ con á. Ăn bò ở Hòa Giác mà xỉu. Ăn ở bên ngon hả? Sợ nó bị lờ. Không có chả đâu ngon. Ừ, chẳng những phải có chả mà phải có hai ba loại chả nữa. Ừ, có chả. Chả quế rồi không có chả gừng mà có chả cua. Phải có chả gừng. Chả cua không ngon. Đúng rồi. Chả cua bị ngán. Muốn bò đừng nên ăn chả cua ngán chết mẹ. Ý cậu nói là vậy đó. Mà nhìn gầy thôi. Cả nhà đừng có hỏi gì đến cái chuyện gì. Đang buồn á, cả nhà có cái chuyện hiện tại với em đi. Chưa má. Giờ mới lại hả? Mập đó mọi người, mà tại vì á hả, mà mình để chứ ăn đêm thì phải mập rồi, nhưng mà mình giảm khẩu phần ăn lại. Ví dụ như á là mình sợ mập đúng không? Thay vì bún bò bình thường mình à, mình đừng ăn bún, đừng bỏ bò, đừng ăn rau, mình hấp nước thôi là đâu có mập.
em ăn tái chanh nè, chả lụa nè, mắm mặn. Tử. Vẫy tay bị chụp tay mọi người. Thương yêu. Ở nhà có ai dọn ăn uống cà tửa không? Chưa ăn mày ở trong mày mất thêm cà tươi rồi đúng không? Lắm nè. Máy là bằng bọn thì chứ. Có bán bún riêu không chị? Em giỡn. Em ăn đây mấy chục năm không lẽ không biết có bún riêu không? Bún chả mãi kem. Mãi mặn kem bơ. Giờ này hai chị mới được ăn đó hả? Mày qua đút chị áo đen người ta đút chị tao. Hai bả giờ cũng như đói dữ lắm rồi đó, giờ mình phải đút hồi sức thôi hả? Ai đút mình? Trai đút mình. Kêu anh bắn ốc qua đút. Sao nhiều người vô chửi em mới là ta? Thôi, đừng vội ghét em, tại mọi người biết không? Đó là do mọi người suy nghĩ tiêu cực với mọi người ghét em thôi. Em tính khùng thiệt, vô duyên nghiệp, nhưng mà nói chung là kết thúc của em là út dễ thương, hài hước, vui vẻ. Nên mọi người nào mà không thích thì cứ ra ngoài. Cần phải xem livestream của em một cách chăm soi và trông chờ em livestream để coi, để rồi buông lời em những lời lẽ đó à. Chào mọi người nha mọi người có vội giận em là mọi người hả? Buồn lắm á, em biết không mà mọi người. Bình định nhưng mà nói. Bình định mà tiểu tử nó đủ đi á. Tích mỏ, nó có tích mỏ. Ê, sợ bỏ vô nó không chín quá. Bỏ luôn.
hết rồi đó mọi người. Nói chung em lại năng lẹ lắm. Còn vô tê tạo nghiệp thì năng lâu. Cái này chỉ bớt nhậu rồi em. Chị bớt nhậu rồi. Nhậu hoài chị buồn hoài chứ. Nhậu. Uống trà đá hả? Ừ. Chị cho em 2 ly trà đá cho anh. 2 trà đừng con sữa rồi. Mấy thằng hippie này nó ngang.